Chào bác, triển lãm Mỹ Đình lại diễn ra các bác nha, phục vụ cho Tết đấy các bác. Các bác nào mấy hôm nay đọc báo thì thấy là đăng mấy cái cây quất mà dáng đa này, có tiểu cảnh rất là hay này các bác. Bây giờ vào chi tiết thì xem các bác nha. Bây giờ ông biểu diễn này, biểu diễn đây, đi vào thẳng cái ông quất dáng đa luôn. Đấy, quất giờ chơi nghệ thuật này. Chơi quất sáng làng này. Tiểu cảnh. Ông lão này. Mẫu đơn. Túc lều tranh, bến nước. Bến nước. Sân đình. Đá mà có cái đình ở dưới thì đứng ra sân đình hơn. Ai đi qua cũng phải chú ý các bác. Cây quất. Đầu tiên là tiểu cảnh nha. Đây đến là mới cho lên tiểu cảnh mà. Đất thế mới. Có 3 tác phẩm khá là giống nhau. Tôi quay đằng sau từng tác phẩm một. Từng tác phẩm. Nhìn như tán quả cái này kinh không? Đấy. Không có chủ đâu để hỏi xem bao tiền. Đấy, là sau đây. Nhiều điện thoại quá. Đằng sau đây. Rất nghệ thuật. Một ý tưởng mới cho các bác nào chơi quất. Cho đỡ khô khan các bác. Bao nhiêu năm nay cứ chơi cái kiểu truyền thống rất là trời khô khan và chán. Đấy. Bác này bác đi trước thời đại đây. Quất rất hay, thân lá đẹp, quả thì cực kỳ rồi. Thế mà cứ giữ mãi cái nếp cũ thì nhiều khi sẽ bị bật sới để là bưởi diễn hoặc là những cây cam canh khác bưởi quả đẹp hơn. Đấy, bây giờ mình chơi như này thì cam canh các loại bưởi diễn là không lại rồi. Dáng thế thì dù sao quất là ok hơn, phù hợp với bonsai hơn. Đấy là cây đầu tiên các bác nhé. Khi đã gặp bác chủ để hỏi. 3 tác phẩm thì rất là hao hao nhau. Đây tác phẩm tiếp theo. Đằng sau này. Đây thì quả còn xanh. Quả còn xanh. Cũng đều có túp lều tranh này. Mẫu đơn tượng trưng cho cây cổ thụ. Bến nước. Bến nước. Bến nước sân. Bến nước. Bến nước xuống. Đây, con này khá là hay, khá độc đáo. Rất mềm mại và sai quả. Về tiểu cảnh thì giống nhau rồi các bác. Giống nhau. Tiểu cảnh giống nhau. Con này có cái quất mini ở dưới rất là hay. Đấy, cũng bến nước.
theo kiểu nhà xây xưa của miền Bắc Bộ các bạn. Bắc Bộ. Đây này, quả rất là hay, dáng rất kiểu là quả rất là mập. Không nhìn thấy bác chủ đâu. Rất sung sướng, quả rất to. Được 3 cây. Được 3 cây là mang dáng dấp phong cách khác. Đấy. Này. Khá là nghệ thuật. Khá nghệ thuật. Bệ rất ok. Cắt giật rất là tốt ạ. Nó nhìn tán không? Cắt giật rất là sạch sẽ. Cắt giật rất là sạch sẽ, phân chi cành rất là sạch, rất là gọn gàng. Đấy các bác nhé, theo em thì chơi quất thì nếu mình không chơi to ấy, thì chơi trong nhà hoặc là chơi nho nhỏ, nhà mình nho nhỏ thì nên chơi những cây như này, rất có dáng thế, rất có hồn nhá. Chứ những cái cây tháp như cây hình cây thông ấy, thì không thể nào mà ăn lại được những cây này đâu bạn. Nhưng mà nhìn ở dưới bãi ruộng thì những cây này thì lại không có ai chọn, thế mới là phí. Cho nên là các bác nào tinh ý nhìn ra để chọn những cây như này về mình chọn nó có một cái chậu phù hợp thì chơi rất là sướng, rất là phong cách. Hôm nay khỏe cây nhưng mà quả xanh. Quả nhiều, chín, quả to, rất điệu đà. Con nào có tiền mua cả 3 cây này. Đấy, sang view tất 3 cây nhá. Theo là ông bưởi này. Diễn. Biểu diễn này thì không có gì đặc biệt. Tôi đã quay khá nhiều video biểu diễn này. Lần này rất nhiều người chú ý những cặp này, rất bề thế. Thấy bác nhìn người này, chỉ bằng những chân nó. Bác quay để cho bác xem thôi chứ tôi không thích nữa.
không thấy cái kiểu này cho lắm, nó không hợp với anh em mình cho lắm. Sao vui công này đang rất là nhiều hoa, đôi công này các bạn, quá rực rỡ luôn. Đây là mấy cái bàn đá đẹp quá, đôi công các bạn nhá, rực rỡ. Chân dưới này, cánh này, đầu, đuôi, hòa rất là kinh khủng. Nói chung là con này kỳ công hơn của con lân nữa. Câu hỏi ạ? Đây. Cái kia hỏi đi. Các em còn phỏng vấn chứ? Vâng, phỏng vấn. Hỏi kia đi bao tiền? Tôi đôi này 250, 250 triệu một đôi. Đôi này 300, đôi chó cái 250. Rồi. Đang chủ được. Đúng là kiểu miền Nam này.